một luật sư dân chủ cội vừa có cái ý đồ bày tỏ mong muốn rằng là muốn ứng cử vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ghê chưa? Ông ta bày tỏ quan điểm rất là rõ ràng, ông ta mà nói rằng ông ta là một người rất ham mê quyền lực, cho nên ông ta sẽ ứng cử cái chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Bạn còn nhớ là ông cụ Quy Hải Vũ, một người cũng ứng cử vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Và sau khi ứng cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông xong là vi phạm một số điều luật và bị kết án và ra tù với tội danh là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và sau đó ông ta vẫn làm bộ trưởng, nhưng mà là bộ trưởng bộ chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và bây giờ đang Mỹ. Cô Vi Hà Vũ là một người ứng cử, và bây giờ nay tới Trần Vũ Hải ứng cử. Trần Vũ Hải đưa lên cái quan điểm của mình về việc mở rộng sân bay, cái điều mà nhức nhối của xã hội chẳng hạn, hay là vấn đề kẹt xe. Ông ta nói rằng là phải có một cái luật dành cho hai thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, để mà có một cái luật quy định là hạn chế xe cá nhân, sử dụng ô tô, phương tiện công cộng. Nói thừa, bây giờ người ta đang làm kìa. Bây giờ người ta làm bao nhiêu năm nay là không được kìa. Ông lên đó ông làm. Rồi còn đòi ghép hai cái bộ lại là Bộ Giao thông Vận tải với Bộ Xây dựng gom lại thành một bộ. Không? Và cuối cùng ra là kêu là lấy một ông thứ trưởng bên trong Bộ Giao thông Vận tải đấy, là chỉ có một thứ trưởng thôi, còn tất cả mấy ông thứ trưởng khác á là làm thư ký của bộ trưởng. Không? Và chừng nào là hết về hưu thôi, không tuyển nữa. Đấy. Và gom quyền lực Bộ Xây dựng với Bộ Giao thông Vận tải gom lại làm một, và ông ta là người đứng đầu. Ông ta mơ ước như thế. Đấy, mà thế cho nên là mà chính cái việc mà gom quyền lực về một chỗ đó là chính là cái điều mà cái đám dân chủ cội nó đang chửi. Đấy. Chúng ta thấy được rằng Trần Vũ Hải là một cái người như thế nào? Là một cái người lừa đảo ngay chính thân chủ của mình. Hắn ta tư vấn pháp luật nhưng tư vấn pháp luật đểu, tư vấn pháp luật không chính xác, làm mỗi lần hắn đi cãi cho ai thì thay vì người ta lãnh 5 năm luôn luôn lãnh mức khung. Thay vì cái mức khung là 10, khết khung là 10 năm. Người tòa kêu 5 năm, hắn kêu hắn cãi xong cái cuối cùng người ta lên là người ta hưởng luôn 10 năm. Nghĩa là đây là một con người bất tài, luật sư bất tài ra ứng cử Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ông mắc cười không? Chính vì cái điều đó nên ta mới thấy nhiều người đã tiền mất tật mang đối với Trần Vũ Hải. Đưa tiền cho hắn ta để hắn ta tư vấn về luật, nhưng cuối cùng hắn ta chả làm được gì cả. Nên bây giờ chúng ta một con người như thế để làm gì có đủ tư cách không? Và đủ cái nhân phẩm để có thể gọi là ứng cử một cái chức vụ to tát lớn lao như thế. Điều thứ hai đó là chúng ta thấy cái thời gian vừa qua thì Nguyễn Ngọc Nam Phong có những cái hành vi phải nói